Chương 6. Bài học trên chiếc khăn ăn số 5. Những con tàu trên biển. Giờ đây bạn đã ở trong ngành kinh doanh này được 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng hoặc bất kể bao lâu trước khi quyết định mình sẽ nghiêm túc và bắt đầu phát triển. Đến lúc này, bạn cũng đã bảo trợ một số người. Bài học tiếp theo đây sẽ vui hơn nếu học với nhiều người hơn là một đối một. Hầu hết mọi người đều từng nghe câu này khi tàu thủy cập bến. Tôi nhớ có một người bi quan lập tức xỏ xiên. Vì luôn gặp vận xui nên khi tàu thủy cập bến tôi lại toàn ở nhà ga hoặc xăng ga thôi. Trong tiếp thị mạng lưới, con tàu của bạn thật sự có thể đang cập bến. Nếu bạn học và áp dụng các bài học trên chiếc khăn ăn này, bạn sẽ có mặt ở cầu tàu khi tàu cập bến. Thỉnh thoảng tôi hỏi một số người liệu họ có thể có một người bà con xa thất lạc lâu ngày nay đang hấp hối và để lại cho họ một gia tài chăng. Thực tế thì chẳng mấy ai có được cơ hội đó. Hầu hết mọi người đều không có cơ hội đón con tàu của mình. Tuy nhiên trong tiếp thị mạng lưới họ có thể. Đây là một trong những lý do mà tôi rất hứng khởi với tiếp thị mạng lưới. Khi bạn nói chuyện với người khác, bạn có thể cho người ta hy vọng họ không phải làm việc cho một công ty nào đó suốt 30 đến 40 năm nữa để có thể lãnh tiền trợ cấp và nghỉ hưu. Bạn có bao giờ để ý rằng người ta phải làm việc trong vòng 30 đến 40 năm để rồi họ có thể nghỉ ngơi và tìm hiểu thế giới? Nhưng khi đó họ chỉ có thể sống dựa vào thu nhập chỉ bằng một nửa. Nhiều người không dám xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Tuy nhiên, tiếp thị mạng lưới sẽ cho họ cơ hội tham gia và thử nghiệm mà không làm xáo trộn nguồn sống hiện tại của họ. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn cách để con tàu của bạn cập bến. Điều này nghĩa là bạn đã lên đến đỉnh của bất kể tổ chức tiếp thị mạng lưới nào mà bạn tình cờ tham gia. Khi con tàu của bạn đến, bạn sẽ hái ra tiền bất kể loại hàng hóa nó chở theo là gì. Khi nói điều này với đối tác, tôi vẽ ba con tàu trên biển. Bên một cạnh hoặc phía dưới của chiếc khăn ăn, bạn vẽ bờ biển là nơi chúng ta đứng đợi con tàu cập bến. Đặt con tàu đầu tiên là vàng, tàu thứ hai là bạc và tàu thứ ba là rỗng. Con tàu tượng trưng cho con người trong tổ chức của bạn, bất kể bạn trực tiếp bảo trợ họ hay không. Họ có thể ở bất kỳ đâu trong các tuyến dưới của bạn. Nếu biết rằng mình sẽ hái ra tiền từ hàng hóa khi con tàu cập bến, bạn sẽ giúp con tàu nào thả neo đây? Con tàu vàng. Tất nhiên rồi. Vì sao hầu hết mọi người lại muốn làm việc với con tàu rỗng? Vì hầu hết mọi người đều chưa từng tham gia thứ gì tương tự như vậy bao giờ. Điểm tương đồng là các con tàu vàng thuộc loại người nghiêm túc, đã được bảo trợ và rồi để cho tự lực, vì người bảo trợ cho rằng họ không cần bất kỳ sự giúp đỡ hoặc hướng dẫn nào, họ cứ chạy và cập bến. Có thể sẽ cập bến, nhưng thường thì không. Nếu thiếu các yếu tố thiết yếu cho một sự thành công, đó là đào sâu chứ không phải đào rộng. Những con tàu rỗng là những con tàu đã tham gia chương trình vài tháng và mỗi lần gặp mặt, bạn đều phải thuyết phục họ là công việc sẽ tiến triển. Họ có xu hướng tiêu cực và dễ nản lòng. Đa số mọi người đều làm việc với các con tàu rỗng cho đến khi họ nghe được bài học này. Khi họ hiểu được, họ sẽ bắt đầu làm việc với các con tàu vàng. Khi bạn bảo trợ người nào đó vào doanh nghiệp của mình, họ thường là con tàu bạc. Họ sẽ trở nên tàu vàng hay tàu rỗng, tùy bạn làm việc với họ như thế nào. Khi nói đến 5 người nghiêm túc của bạn trong bài học đầu tiên, chúng tôi nói đến 5 con tàu vàng. Nói đơn giản thế này, bạn càng có nhiều tàu bạc chuyển sang vàng, bạn càng ít phải bảo trợ người để có được 5 người nghiêm túc.
Những điều sau đây giúp bạn xác định một con tàu vàng hay một người nghiêm túc. 1. Họ khao khát học hỏi. Họ gọi cho bạn liên tục và đặt ra nhiều câu hỏi. 2. Họ yêu cầu giúp đỡ. Họ muốn bạn đi gặp ai đó để bảo trợ hoặc để đào tạo. 3. Họ hứng khởi với công việc kinh doanh này. Họ đủ hiểu về chương trình để biết rằng nó sẽ có hiệu quả, và điều này làm cho họ hứng khởi. 4. Họ có cam kết. Họ mua hàng và sử dụng sản phẩm, và họ dùng thời gian rảnh để học hỏi bất kỳ điều gì có thể về sản phẩm và cơ hội kinh doanh này. 5. Họ có mục tiêu. Mục tiêu là động lực thúc đẩy người ta đạt được điều mình muốn. Không nhất thiết phải được viết ra, nhưng dù sao cũng chẳng hại gì, miễn là trong tâm trí bạn có một khát khao cụ thể trái bỏng mà bạn phải đạt được. 6. Họ có danh sách. Danh sách này phải được viết ra. Lý do phải viết danh sách ra rất đơn giản. Bạn có thể thêm vào danh sách bất kỳ lúc nào và bạn sẽ không bỏ sót ai. Có thể bạn đi vào một khu vực mà lâu rồi bạn không đến. Khi đến đó, bạn có thể chợt nhớ ra một người quen đang sống hoặc từng sống ở đó, do luôn luôn đem theo danh sách, đúng không? Bạn có thể gặp ngay lập tức ghi tên người đó vào danh sách của mình. Vài ngày sau, khi bạn suy nghĩ xem nên gọi cho ai, bạn vào danh sách từ trên xuống dưới và bạn thấy cái tên đó. Nếu bạn không ghi vào sổ khi người đó hiện ra trong đầu mình, có lẽ bạn sẽ không bao giờ nghĩ về người đó lần thứ hai. 7. Bạn gặp người đó sẽ rất vui. Họ mong chờ sự có mặt của bạn, dù vì công việc hay chỉ đến chơi. 8. Họ tích cực. Chúng ta đều thích ở cạnh những người có suy nghĩ tích cực vì nó sẽ lan truyền. Danh sách còn có thể dài hơn nữa về những điều giúp phân biệt một con tàu vàng. Về cơ bản, sự khác nhau giữa một con tàu bạc và một con tàu vàng là con tàu bạc sống trong môi trường này chưa đủ lâu để có thể hiểu đủ và trở nên nghiêm túc với ngành kinh doanh này. Tôi muốn bạn nhận thức ba từ quan trọng. Chỉ cần hiểu ba từ này, bạn sẽ hiểu vì sao các chương trình tiếp thị mạng lưới có hiệu quả. Những từ đó là giới thiệu, tham gia, nâng cấp. Việc đầu tiên bạn cần làm là giới thiệu sự nghiệp này với người mới. Một khi bạn đã cho người đó biết mọi điều, hãy đề nghị người đó tham gia. Một khi đã tham gia thì họ sẽ suy nghĩ xem mình thu được gì từ chương trình này và sẽ tự động nâng cấp. Hãy giới thiệu họ với chương trình tiếp thị mạng lưới bằng cách giải thích các phương pháp khác nhau: bán lẻ, bán hàng trực tiếp và tiếp thị mạng lưới. Trong việc lưu chuyển hàng hóa, nêu ra bài học trên chiếc khăn ăn số 1, 2 x 2 bằng 4, chương 2. Hãy khuyên họ tham gia bằng cách đưa họ vào chuyến đi đến California với bài học trên chiếc khăn ăn số 2, chương 4. Sự nâng cấp sẽ xảy ra tự nhiên một khi họ hiểu và sử dụng được 10 bài học trên chiếc khăn ăn và đưa tầm nhìn của họ lên đến đỉnh cao. Điều quan trọng là khi bạn gọi điện hoặc đến thăm, đối tác của bạn hiểu rằng bạn gọi để giúp đỡ chứ không phải để thúc ép họ. Quay lại những người thuộc loại con tàu rỗng, khi bạn gọi vì muốn giúp họ, bạn có cảm giác rằng họ không thật sự vui vẻ nói chuyện với bạn. Điều này cho thấy rằng họ cảm thấy bạn đang hên hoang và làm họ bực bội. Khi bạn gọi cho những con tàu rỗng, họ nghĩ rằng bạn đang ép họ. Trong khi đó, nếu bạn gọi cho một con tàu vàng, họ hiểu rằng bạn gọi vì bạn muốn giúp họ, và bạn sẽ nhận ra điều này trong giọng nói của họ. Những con tàu rỗng không có mục tiêu, không có danh sách đối tác tiềm năng, hoàn toàn không nghiêm túc, và trên tất cả họ thường có khuynh hướng tiêu cực. Họ là những người mà bạn cứ phải chứng minh với họ mọi vấn đề. Bạn cần ngộ ra rằng khi con tàu rỗng chìm,
thì hoặc là nó chìm một mình, hoặc nếu bạn làm việc với con tàu rỗng thay vì tàu vàng, nó sẽ kéo bạn chìm theo. Đó là lý do tôi luôn đào tạo người mới của mình tránh xa các con tàu rỗng và chỉ làm việc với các con tàu vàng hoặc các con tàu bạc để giúp họ trở thành các tàu vàng. Hãy dành phần lớn thời gian ở bên các con tàu vàng để giúp họ phát triển tổ chức của họ xuống dưới. Một lúc nào đó, các con tàu rỗng còn chưa chìm, tức là còn chưa bỏ cuộc, và các con tàu bạc còn chưa biến thành tàu vàng sẽ nhận thấy bạn đang tiến lên mà không có họ, và họ sẽ gọi cho bạn nếu thái độ của ai đó về sự nghiệp này đi xuống. Việc cố gắng kìm hãm quá trình đi xuống này để điều gần như bất khả thi, gần như bạn cứ để nó chạm đáy. Sau đó, khi nào họ sẵn sàng, họ gọi cho bạn. Nếu gặp bạn lên đường phát triển, bạn sẽ có thể vượt họ dậy nhanh chóng. Nhưng nếu bạn mạo hiểm cố nâng họ lên khi họ đang chìm, điều này có nghĩa là làm việc với một con tàu chìm. Khi đó là một con tàu rỗng, họ sẽ nhanh chóng kéo bạn chìm theo. Có một cách giao tiếp khá thú vị giữa bạn với người phân phối của bạn. Khi gặp mặt, hỏi họ đang làm gì. Hãy hỏi họ đang làm việc với các con tàu như thế nào, có bao nhiêu vàng, có bao nhiêu bạc. Một điều quan trọng, đừng bao giờ gọi cho một nhà phân phối mới và hỏi họ xem tuần vừa rồi họ bán được bao nhiêu. Nếu làm vậy thì bạn đã phủ định tất cả những gì bạn từng nói với anh ta. Vì ngay từ đầu bạn bảo rằng anh ta chẳng phải đi bán buôn gì hết, họ chỉ chia sẻ với bạn bè, bảo trợ và xây dựng một tổ chức mà thôi. Nếu bạn hỏi họ đã bán được bao nhiêu, phản ứng đầu tiên của họ là bạn chỉ muốn biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ họ. Và có lẽ họ đang nghĩ đúng. Tiền sẽ tự động đến nếu bạn giúp người của bạn thành công. Zip Zipla nói rằng bạn có thể đi được mọi thứ mình muốn trên thế giới này đơn giản chỉ bằng cách giúp đủ số người đạt được điều họ muốn. Khi bạn muốn nói chuyện với người nào đó trong tổ chức mà bạn bảo trợ trực tiếp, bất cứ khi nào có thể, hãy gọi người đó ở tuyến dưới của họ, nói với tuyến dưới này 3 điều 4 chuyện để xem họ có thể giúp họ gặp hoặc nói chuyện với người họ muốn gặp hay không. Sau đó hãy gọi điện cho tầng 1 của bạn, người bạn thật sự muốn gặp, và điều đầu tiên bạn nói sẽ là bạn vừa mới trò chuyện với một trong những nhà phân phối của anh ta. Người đó đang rất hứng khởi và bạn sẽ đến gặp cả hai người. Hãy làm cho người của bạn hiểu rằng khi gọi điện, bạn muốn giúp họ chứ không phải muốn kiểm tra. Kiểm tra là việc của giám đốc kinh doanh trong các công ty bán hàng trực tiếp, không phải việc của bạn. Chúng ta không bán hàng trực tiếp mà chúng ta làm tiếp thị mạng lưới. Bây giờ chắc bạn đã hiểu rõ sự khác nhau này. Để kết thúc bài học này, tôi chỉ muốn chỉ ra rằng bạn, người đang đọc cuốn sách này, không phải là con tàu rỗng. Nếu là tàu rỗng, có lẽ bạn đã không đọc. Nếu bạn từng nghĩ mình là tàu rỗng trước khi đọc cuốn sách này, bây giờ bạn có lẽ đã trở thành tàu vàng, hoặc chí ít cũng là tàu bạc, đang đi đúng hướng để biến thành tàu vàng. Tiến lên đi. Và đó là kết thúc chương số 5. Kết thúc chương số 6. Rất cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn cả nhà vào chương thứ 7, bài học trên chiếc khăn ăn số 6, hấp dẫn bên thứ 3.